Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế nhằm cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đặc điểm chung của các đối tượng là những thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền và rất manh động. Đối tượng Lê Văn Trường sinh năm 1991, trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa là kẻ đã dùng dao khống chế cướp tài sản của một lái xe taxi tại khu vực đường Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào tối ngày 14 tháng 1. Tại cơ quan công an, Trường khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có tiền mua heroin. Tối 14 tháng 1, Trường đã thủ sẵn con dao từ lò mổ gia súc đang làm việc. Khi tìm được mục tiêu là một tài xế taxi, Trường đã yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường. Đến đoạn đường vắng người, Trường từ ghế sau rút dao kề cổ, khống chế lái xe, yêu cầu đưa tiền rồi cướp số tiền 500.000 đồng. Trong quá trình răng co, lái xe bị đối tượng dùng dao gây thương tích vùng mặt, cổ, chảy nhiều máu phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Cùng ngày tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm cũng đã xảy ra một vụ cướp. Đối tượng là Đỗ Ngọc Tú, sinh năm 1991, lao động tự do. Tú xông vào một nhà dân trên địa bàn, dùng dao bầu đe dọa chủ nhà, lục xót tài sản và cướp đi một chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max và một thẻ ngân hàng Vpbank sau đó tẩu thoát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Nam Tử Liêm cùng các đơn vị chức năng liên quan đã truy lùng dấu vết và nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm, chỉ chưa đầy 6 tiếng đồng hồ sau khi gây án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.